Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin nơi cửa Phật từ bi tác đại chứng minh. Ngày hôm nay có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ xin được cúng dường nơi Hồng An Tam Bảo, nơi mái nhà của Phật A Di Đà từ bi. Xin cho gia đình của cô chú Trần Mậu Hưng được khỏe mạnh, được tai qua nạn khỏi, bình quang được tiêu trừ. Xin cho kiếp nạn của chú Trần Mậu Hưng tuổi Tý được tai qua nạn khỏi nơi Phật A Di Đà tác đại chứng minh. Thì ngày hôm nay vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ xin được cúng dường nơi cửa Phật từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cúng dường nơi Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Bạn tính sao? Nam mô A Di Đà Phật.